Báo chí Nga đã tiết lộ tàu ngầm Mỹ lâm nạn ở Biển Đông có thể bị tàu không người lái Trung Quốc tấn công. Vệ tinh Mỹ soi rõ tàu tên lửa tàng hình của Trung Quốc. Tàu tên lửa Type-022 của Trung Quốc dù được quảng cáo là tàng hình tuyệt đối, nhưng thực tế lại có thể dễ dàng bị vệ tinh của Mỹ soi rõ từ vũ trụ. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế chiều ngày hôm nay của chúng tôi. Và sau đây là bản tin chi tiết. Căn cứ vào một dữ liệu liên quan tới vụ va chạm, các nhà phân tích Nga cho rằng tàu ngầm Mỹ đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công. Ít giờ trước, trang tin quân sự Nga Aviation Pro đã đăng tải bài viết về vụ việc tàu ngầm USS Connecticut SSN-22 của Hải quân Mỹ bị hư hại ở Biển Đông với tiêu đề tàu ngầm Mỹ có thể bị tấn công bởi thiết bị không người lái dưới nước của Trung Quốc. Nội dung bài viết như sau. Trong bối cảnh tuyên bố của Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ rằng tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Connecticut đã bị hư hại trong một nhiệm vụ ở Biển Đông, có ý kiến cho rằng tàu ngầm có thể bị tấn công bởi một phương tiện không người lái dưới nước của Trung Quốc. Loại khí tài này hiện đang được quân đội Trung Quốc tích cực sử dụng trong khu vực. Phía Mỹ đã bác bỏ một cách dứt khoát giả thuyết này và đưa ra nhận định rằng có thể USS Connecticut đã xảy ra va chạm với một tàu ngầm khác. Tuy vậy, xét tới thực tế là tại thời điểm xảy ra va chạm, các chân vịt của tàu ngầm Mỹ gần như đột ngột dừng lại. Nó cho thấy giả thuyết về một phương tiện không người lái được quân đội Trung Quốc điều khiển về hướng vào chân vịt của tàu ngầm Mỹ vẫn tồn tại. Được biết, vụ va chạm đã khiến ít nhất 11 thủy thủ Mỹ bị thương. Hiện Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ đã từ chối đưa ra thông tin chi tiết về vụ việc, cũng như mức độ thiệt hại của USS Connecticut. Dù được quảng cáo là tàng hình, các tàu tên lửa Type-022 của Trung Quốc lại có thể bị thấy rõ từ vệ tinh. Có thể thấy vị trí C và vỏ tàu Catamaran ở đuôi tàu D. Các thiết kế tàu chiến ngày càng tính đến việc xuất hiện trên radar của chúng. Một ví dụ điển hình là lớp tàu tên lửa Type-022 của Hải quân Trung Quốc PLAN. Các đường của nó được thiết kế góc cạnh và dốc để làm chệch hướng sóng với radar tới, giống như một máy bay chiến đấu tàng hình. Mọi thứ đều được làm góc cạnh cẩn thận và ngay cả các khung cửa sổ cũng có các cạnh răng cưa, theo các bức ảnh được công bố về lớp học. Tuy nhiên, khi quan sát từ không gian bằng vệ tinh được trang bị radar, chúng hiển thị rất tốt. Bố cục độc đáo của tàu tên lửa Type-022 thậm chí còn tạo ra một đặc điểm đặc biệt có thể dễ dàng nhận ra. Capella Space, một công ty cung cấp hình ảnh vệ tinh radar, phát hiện ra rằng cái gọi là tàu tên lửa tàng hình xuất hiện khi chúng thả neo trong căn cứ của mình. Tàu tên lửa lớp Hubei Type-022 đã được đưa vào biên chế PLAN vào khoảng năm 2004. Kể từ đó, một số lượng rất lớn đã được chế tạo, ước tính khoảng 40-80 thân tàu. Không giống như hầu hết các tàu chiến lớn hơn của Hải quân Trung Quốc, nó được vận hành cho các phi đội riêng biệt, thường bao gồm 8 tàu. Chúng hoạt động theo 7 đàn, cung cấp hỏa lực tổng hợp của 64 tên lửa chống hạm EZ-83. Tên lửa chống hạm EZ-83 có khả năng tương đương với tên lửa Harpoon của Hải quân Mỹ và có tầm bắn hiệu quả khoảng 100 hải lý. Ngoài ra, Type-022 còn được trang bị 8 tên lửa C, 801, 802, 803, 8 tên lửa Hongdiao, hệ thống phóng tên lửa đối không FLS-1 với 12 quả tên lửa QW lớp Manpad và một khẩu pháo hải quân 6 nòng KBP AO-18-30mm phiên bản được cấp phép của AK-630. Trong một kịch bản xung đột tổng hợp ở vùng ven biển ven bờ, các tàu sẽ dựa vào khả năng tàng hình của tàu giúp tồn tại đủ lâu để thực hiện các cuộc tấn công tên lửa áp đảo và sống sót. Thiết kế sử dụng thân tàu Catamaran rộng, hai thân xuyên sóng. Điều này cho phép các cạnh dốc và trong có thể kéo dài đến tận mực nước, giống như chiếc tàu chiến tàng hình Sea Shadow nổi tiếng của Lockheed. Với hình thức của nó ít khắc nghiệt hơn so với Sea Shadow, với sự nhượng bộ về các yếu tố vận hành, răng của nó, tên lửa chống hạm, được mang trong hai nhà chứa máy bay có mái che để che giấu chúng khỏi radar. Nhìn chung, tàu chiến Type-022 có thể được mô tả là có khả năng quan sát thấp, có nghĩa là phản xạ radar của nó phải nhỏ hơn đáng kể so với mong đợi đối với một con tàu thông thường cỡ này. Trong trường hợp này, liệu khả năng tàng hình của Type-022 có thể được đặt ra hay không? Ít nhất là từ các góc độ và tần số radar được vệ tinh sử dụng đã nhìn thấy nó. Tuyệt vời hệ thống huấn luyện thực tế ảo hiện đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thời gian gần đây, Tập đoàn Viettel đã ứng dụng công nghệ thực tế ảo cho nhiều loại hình huấn luyện của nhiều quân binh chủng khác nhau trong Quân đội Việt Nam, đảm bảo phù hợp với tình hình tác chiến hiện đại mới. Cùng với việc phát triển kinh tế, Tập đoàn Viettel cũng vô cùng chú trọng trong việc xây dựng các tổ hợp vũ khí cực kỳ hiện đại, phục vụ nhu cầu sẵn sàng chiến đấu của quân đội.
Trong đó nổi bật có việc Viettel đã ứng dụng công nghệ thực tế ảo vào nhiều loại hình huấn luyện khắp toàn quân. Công nghệ thực tế ảo đang được áp dụng trong huấn luyện tại những quốc gia có sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, với khả năng có thể giúp người lính quen với thao tác thực tế trên chiến trường, tốn ít chi phí và không gây nguy hiểm cho học viên. Việc sử dụng các bệ huấn luyện mô phỏng thực tế ảo có thể giúp cho người chỉ huy mô phỏng nhiều loại hình thời tiết, khí hậu, quân địch khác nhau nhằm nâng cao khả năng chiến đấu thực tế của người lính. Trong khi đó, nếu huấn luyện trong thực tế thì rất khó có thể mô phỏng các tình huống sát với thực tế chiến trường. Không chỉ là mô phỏng quá trình thực tế của máy bay chiến đấu, hiện nay tập đoàn Viettel đã có thể chế tạo mô phỏng loại hình tác chiến cho các quân binh chủng từ hải quân, không quân cho đến lục quân. Không những vậy, việc sử dụng các công nghệ này cũng giúp cho quân đội có thể tiết kiệm rất nhiều chi phí so với huấn luyện bằng khí tài thực tế nhiều, sẽ dẫn đến tình trạng hao mòn khí tài, tiêu hao nhiên liệu hoặc thậm chí là tai nạn. Hiện nay, binh chủng tăng thiết giáp cũng đã đưa vào sử dụng các xe tăng T-90S SK hiện đại. Đây là các xe thế hệ mới, lần đầu có trong trang bị quân đội ta. Do vậy, các xe này có số lượng còn ít và chi phí mua sắm rất đắt do các cán bộ chiến sĩ rất ít được vận hành xe để có thể đảm bảo thông số kỹ thuật tốt nhất. Nắm bắt được thực tế đó, tập đoàn Viettel đã nhanh chóng thiết kế các hệ thống mô phỏng hoạt động xe tăng chủ lực T-90S SK dành cho huấn luyện kíp xe. Cách thức đào tạo này sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí cho quân đội ta. Hệ thống có thể mô phỏng tất cả các chi tiết giống với một chiếc xe tăng T-90S SK thật để người lính hoàn toàn thành thục với khí tài, từ đó dễ dàng vận hành khí tài trong thực tế. Các phương thức tác chiến mới dành cho lực lượng đặc công cũng được áp dụng huấn luyện, trong đó có việc mô phỏng quá trình chiến đấu trong không gian hẹp. Tác chiến không gian hẹp và đô thị là một lối tác chiến cực kỳ khó vì rất dễ bị địch ẩn nấp đánh lén, do đó phải cực kỳ thuần thục để không bị động bất ngờ trong thực chiến. Có thể nói tập đoàn Viettel đã áp dụng những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới vào huấn luyện chiến đấu thực tế dành cho quân đội, giúp cho tiết kiệm ngân sách lớn cũng như gia tăng khả năng chiến đấu sát thực tế chiến trường cho binh sĩ. Cuối cùng như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Choáng ngợp công nghệ mắt thần của Viettel canh giữ bảo vệ Trường Sa của Tổ quốc. Radar vốn là loại phương tiện tác chiến không thể thiếu trong quân đội các nước, giúp có thể phát hiện sớm kẻ địch trên chiến trường. Chính vì đó, Việt Nam đã tự nghiên cứu chế tạo, đưa vào trang bị các loại radar hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ Tổ quốc, đồng thời hướng đến mục tiêu xuất khẩu. Mới đây, trong một phóng sự về quá trình huấn luyện nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu của các kíp đài radar tại Trung đoàn 290 thuộc Sư đoàn Phòng không 375, ta đã bắt gặp những radar VRS-2DM hiện đại do Việt Nam tự thiết kế chế tạo, đã chính thức đi vào biên chế. Vậy những radar tự sản xuất của Quốc phòng Việt Nam có gì đặc biệt và hiện đại ra sao? Quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua video ngày hôm nay. Radar VRS-2DM chính là sản phẩm được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bởi Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel. Hệ thống sử dụng phương thức bắt sóng thấp DCMET là loại radar chủ lực sử dụng làm nhiệm vụ cảnh giới, bắt bám các mục tiêu bay thấp và rất thấp. Radar VRS-2DM của Viettel có khả năng phát hiện mục tiêu xa hàng trăm km, được thiết kế để triển khai và thu hồi bán tự động bằng điều khiển điện hoặc thủy lực, giúp giảm thời gian thu hồi đài xuống chỉ bằng 1/4 so với các đài radar đời cũ. Đây là một thành tích cực kỳ đáng nể nếu so với những quốc gia tương đồng khác. Với chi phí quốc phòng hạn hẹp, việc chúng ta thay thế toàn bộ các radar cảnh giới 2D bắt thấp giải sóng DCMET như P15, P19 hiện có bằng các loại radar mua mới từ nước ngoài là không hề khả thi. Thay vào đó, việc tự nghiên cứu chế tạo đài radar 2D sóng DCMET mới do tập đoàn Viettel thực hiện cho tính năng kỹ thuật tương đương loại radar đời mới hiện nay sẽ giúp quân đội ta tiết kiệm được một chi phí rất lớn. Được biết, hiện nay, một số đài radar VRS-2DM đã được gửi ra thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, cung cấp cho ta độ bao phủ rộng lớn, có thể theo dõi các mục tiêu bay thấp và rất thấp trong phạm vi toàn bộ quần đảo. Với việc được trang bị mắt thần Viettel này thì khả năng giám sát, chủ động trong các tình huống từ xa của quân đội ta trên các quần đảo Trường Sa được tăng lên rất nhiều. Với việc làm chủ thiết kế chế tạo các đài radar này, cho phép dễ dàng nâng cấp, tùy biến phần mềm, phần cứng cho phù hợp với những yêu cầu kỹ thuật phát sinh sau này, cũng như dễ dàng đảm bảo kỹ thuật cho khí tài mà không phụ thuộc vào đối tác nước ngoài. Đài radar VRS-2DM cũng tái sử dụng lại anten cũ của các radar P15, P19, cho phép tiết kiệm chi phí rất lớn. Ngoài ra còn được trang bị thêm máy hỏi nhận diện địch TA IFF do Việt Nam tự chế tạo, thiết kế. Đây cũng là nâng cấp quan trọng giúp đài radar có năng lực chiến đấu toàn diện hơn các đài radar thế hệ cũ.
Về thành phần tổ hợp, đài radar VRS-2DM gồm một xe chỉ huy tác chiến và một xe chở thiết bị anten. Hai xe này có thể bố trí cách nhau hơn 500 mét, đảm bảo tính an toàn cao cho kíp chiến đấu khỏi ảnh hưởng của sóng từ trường cũng như tăng tỷ lệ sống sót cho các kíp trắc thủ trong trường hợp bị tên lửa diệt radar tấn công. Hiện nay, các radar VRS-2DM đã được triển khai rộng rãi trong nhiều đơn vị trên toàn quân, thay thế các đài radar cũ, góp phần nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng radar nói riêng, quân chủng phòng không, không quân nói chung. Việc triển khai các radar này đến Trường Sa đặc biệt càng làm tăng năng lực tác chiến của ta trên quần đảo, góp phần phát hiện sớm những âm mưu của kẻ thù. Hiện nay, không chỉ dừng lại ở sử dụng trong nước, Viettel cũng đang dần hướng đến xuất khẩu những đài radar này đi các nước. Đây quả là một tín hiệu đáng mừng đối với nền công nghiệp quốc phòng nước nhà, đang ngày càng có những bước đi nhỏ nhưng vững chắc. Những tính năng vượt trội của UAV tấn công hạng nặng S-70 Okhotnik của Nga. Nhà thiết kế chính Sergei Bibikov mới đây đã tiết lộ các tính năng đầy hứa hẹn của máy bay không người lái tấn công S-70 Okhotnik. Ông Sergei Bibikov cho biết S-70 Okhotnik sử dụng trí tuệ nhân tạo, giúp máy bay không người lái này có thể hoạt động trong điều kiện mất liên lạc với trung tâm điều hành. Hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ được thực hiện đầy đủ các chức năng của phi hành đoàn, ít nhất là có thể đưa máy bay trở về căn cứ an toàn. Nhà thiết kế giải thích, không cần điều khiển thủ công. UAV tấn công S-70 Okhotnik sẽ không có bộ điều khiển thủ công, nên con người có thể không cần bỏ công sức để lái chiếc UAV hạng nặng này. Phi công thử nghiệm Evgeny Frolov cho biết, hiện tại S-70 vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và chưa tự chủ hoàn toàn. Tuy nhiên, sắp tới, UAV S-70 Okhotnik sẽ phải thực hiện nhiệm vụ mà không có sự tham gia của con người. Phi công Frolov nhấn mạnh rằng việc điều khiển bằng tay là tạm thời, chỉ là ở giai đoạn thử nghiệm. Hiện tại, trung tâm điều hành UAV mặt đất trang bị hệ thống điều khiển giống như trên tiêm kích có người lái, gồm một số màn hình đa chức năng tinh thể lỏng, hiển thị nhiều thông tin khác nhau và hình ảnh từ camera trên UAV. Trong tương lai, UAV sẽ vận hành hoàn toàn tự động, có lẽ sẽ không cần trung tâm điều khiển như vậy và sẽ không dùng hệ thống điều khiển thủ công, phi công Frolov nói. Máy bay không người lái S-70 được phát triển theo khái niệm trợ thủ trung thành. UAV hoạt động cùng với cặp tiêm kích Su-57 có thể trang bị toàn bộ các loại vũ khí thế hệ 5. Quyết định sử dụng vũ khí nào sẽ do phi công máy bay chỉ huy đưa ra. Theo đó, phi công Su-57 chỉ định mục tiêu và S-70 tấn công. S-70 Okhotnik do cục thiết kế Sukhoi phát triển, máy bay không người lái này dài 14 mét, sải cánh 19 mét và trọng lượng cất cánh 20 tấn. Okhotnik có thể tăng tốc tối đa lên đến 1.000 km/h và được chế tạo bằng vật liệu và lớp phủ đặc biệt giúp nó tàng hình, không bị phát hiện trước các phương tiện radar. Lần đầu tiên sau 4 năm, Mỹ tiết lộ số lượng đầu đạn hạt nhân đang dự trữ. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5 tháng 10 đã công bố số lượng đầu đạn hạt nhân mà nước này dự trữ, lần đầu tiên sau 4 năm kể từ thời cựu Tổng thống Donald Trump. Theo đó, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, quân đội Mỹ đã dự trữ 3.750 đầu đạn hạt nhân, cả đang hoạt động lẫn không hoạt động. Giảm 55 đầu đạn so với năm 2019 và giảm 72 đầu đạn so với năm 2017. Đây là mức thấp nhất kể từ giai đoạn cao trào của chiến tranh lạnh Nga-Mỹ vào năm 1967, khi số lượng đầu đạn trong kho hạt nhân của Mỹ đạt đến mức đỉnh điểm 31.255. Việc công bố số liệu diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí với Nga vốn đã bị đình trệ dưới thời ông Trump. Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố nêu rõ, việc tăng cường tính minh bạch của kho dự trữ hạt nhân quốc gia đóng vai trò quan trọng đối với các nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân và giải trừ quân bị. Ngay từ khi nhậm chức hồi đầu năm nay, Tổng thống Joe Biden đã đề xuất gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới và Tổng thống Nga Putin nhanh chóng đồng ý. Hiệp ước này giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà mỗi nước triển khai không quá 1.550. Bà Thái Anh Văn, nếu Đài Loan rơi vào tay Trung Quốc, châu Á sẽ phải chịu hậu quả thảm khốc. Theo bà Thái Anh Văn chia sẻ, nếu Đài Loan rơi vào tay của Trung Quốc sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho châu Á. Bà Thái đưa ra tuyên bố trên trong bài viết đăng trên tạp chí của Mỹ ngày 5 tháng 10. Trong đó, nhà lãnh đạo Đài Loan cho rằng khi các nước ngày càng nhận ra mối đe dọa từ Trung Quốc, họ nên hiểu giá trị của việc hợp tác với Đài Loan. Và họ nên nhớ rằng nếu Đài Loan sụp đổ, hậu quả sẽ rất thảm khốc đối với nền hòa bình khu vực và hệ thống liên minh dân chủ. Bà Thái viết. Bà Thái cho biết Đài Loan không hướng đến đối đầu quân sự mà muốn chung sống hòa bình, ổn định và đôi bên cùng có lợi với các nước láng giềng.
Nhưng nếu nền dân chủ và cách sống bị đe dọa, Đài Loan sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để tự vệ. Bà Thái viết, đồng thời khẳng định người dân hòn đảo sẽ vùng lên nếu sự tồn tại của Đài Loan bị đe dọa. Giữa những cuộc xâm nhập gần như diễn ra hàng ngày của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, quan điểm của chúng tôi về quan hệ trên eo biển Đài Loan vẫn không đổi. Đài Loan sẽ không cúi đầu trước áp lực, nhưng cũng không mạo hiểm, ngay cả khi nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời của mình và sẽ dùng vũ lực để thống nhất nếu cần thiết. Kể từ ngày 1 tháng 10, khoảng 148 máy bay của không quân Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Trung Quốc từng đổ lỗi cho Mỹ làm gia tăng căng thẳng. Mỹ là nhà cung cấp vũ khí và hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan. Trong khi đó, Đài Loan nói Trung Quốc mới chính là bên gây leo thang căng thẳng. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình China Tonight của đài ABC vào ngày 4 tháng 10, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan, ông Ngô Chiêu Tiếp, cho biết hòn đảo đang chuẩn bị cho chiến tranh với Trung Quốc. Khi được người dẫn chương trình hỏi về việc liệu Đài Loan có cảm thấy bị Trung Quốc đe dọa hay không, ông Ngô trả lời dứt khoát là có, chỉ ra các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan là mối đe dọa thực sự. Ông Ngô Chiêu Tiếp nói rằng Đài Loan rất lo ngại Trung Quốc sẽ phát động cuộc chiến chống lại hòn đảo vào một thời điểm nào đó. Hiện Trung Quốc đang ngăn cản Đài Loan tham gia các cuộc tổ chức quốc tế nhằm ngăn hòn đảo thiết lập quan hệ với các nước khác.